Trong một buổi đêm giữa tuần với những trận siêu cúp, Barca cùng Real và hai đội bóng khác của Tây Ban Nha phải bay sang tận Ả Rập Xê Út xa xôi để tìm kiếm danh hiệu. Trận El Clasico thứ 281 trong lịch sử được diễn ra trên sân vận động King Fahad với những quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Ở đó, những khán đài không thể được lấp đầy khi ban tổ chức chỉ có định bán ra 30.000 vé trên tổng số sức chứa 68.752 chỗ ngồi. El Clasico thời không còn nhiều ngôi sao cũng bị nhiều khán giả quay lưng vì cho rằng không còn sức hấp dẫn. Nhưng ở đó, sự thù địch vẫn được đẩy lên cao trào thông qua những phát biểu của đôi bên. Toni Kroos cười cợt trước sự sa sút của đối thủ với phát biểu: "Tôi làm gì có thời gian mà xem Barca thi đấu." Còn Xavi coi trận bán kết siêu cúp là cơ hội để kiểm chứng xem năng lực của đội bóng này thực sự đi đến đâu. Đây là trận siêu kinh điển đầu tiên của Xavi trên cương vị một huấn luyện viên. Các cổ động viên chẳng dám trông chờ quá nhiều vào sự lột xác của Barca, bởi kể từ khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha về tiếp quản, ông không có trong tay những quân bài tốt nhất vì chấn thương và vấn đề tài chính. Nhưng Xavi vẫn tự tin dù phải đối đầu với một Real Madrid cực mạnh. Ông đề cao tinh thần của một El Clasico, một trận cầu không thể dự đoán. Barca đến đây để giành chiến thắng và có đủ động lực để hoàn thành điều này. Xavi mới chỉ có trận siêu kinh điển đầu tiên với tư cách một huấn luyện viên. Nhưng Dani Alves lại quá quen với bầu không khí của trận đấu này. Chàng hậu vệ người Brazil đã được điền tên vào danh sách đội hình xuất phát và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất của Barca, từng tham dự một trận El Clasico với thời điểm 38 tuổi 251 ngày. Xavi có lý do để điền tên một ông lão vào đội hình chính thức, bởi nếu không phải Dani Alves, ai sẽ là người đá chính bên hành lang cánh phải bây giờ? Sự mạo hiểm tiếp tục được vị chiến lược gia 41 tuổi đưa ra khi sử dụng trung vệ Araujo và Frankie de Jong, những người vừa trở lại sau chấn thương, và cả tân binh Ferran Torres nữa. Sau rất nhiều những nỗ lực và bí thuật để đăng ký thi đấu, Ferran Torres làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Luke de Jong, người đang hồi sinh mạnh mẽ trong vài trận đấu vừa qua với liên tiếp những bàn thắng. Nếu những ai coi thường sự hấp dẫn của siêu kinh điển, họ phải suy nghĩ lại, nhất là sau những diễn biến vô cùng kịch tính mà hai đội đang tạo ra trên sân. Ngay từ những phút đầu tiên, đội bóng áo trắng đã dồn dập tấn công với ý định phủ đầu. Benzema và Asensio lần lượt tung ra hai cú dứt điểm, nhưng đều không đưa bóng đi trúng đích. Đến lượt Vinicius với tốc độ như một chiếc xe công thức 1 băng lên để đón đường chọc khe của Luka Modric. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil đã bị Araujo theo kèm rất sát nên không thể biến pha bóng này trở thành một cơ hội thực sự nguy hiểm. Đội bóng của Ancelotti vẫn cho thấy họ chơi trên chân hoàn toàn so với đối thủ. 1/2 thời gian hiệp 1 trôi qua và Barca phải chịu đựng những pha hãm thành liên tiếp. Cuối cùng điều gì đến cũng đã phải đến. Nhưng thật tiếc cho người Catalan khi bàn thua của họ lại đến từ cựu binh dày dặn kinh nghiệm. Busquets có pha xử lý chần chừ ở khu vực giữa sân. Chỉ một thoáng sơ sẩy đã khiến cầu thủ người Tây Ban Nha phải trả cái giá cực đắt. Benzema nhanh chóng áp sát và lấy được bóng trước khi tung ra một đường chọc khe nữa cho người đàn em Vinicius. Kịch bản của pha bóng này hệt như tình huống trước đó, Vinicius tăng tốc để vượt qua Araujo. Chỉ có điều, lần này chân sút sinh năm 2000 đã thành công. Cú sút góc hẹp của cậu không cho Stegen bất cứ một cơ hội cản phá nào. Tỷ số được mở như vậy với cái tên quá quen thuộc và một kịch bản quá quen thuộc. Đây là lần thứ bao nhiêu trong mùa giải năm nay Benzema và Vinicius phối hợp với nhau để ghi bàn. Người ta cũng chẳng còn đếm nổi nữa, nhưng có một thông số khác chúng ta có thể đếm được. Vinicius đã ghi bàn thắng thứ 15 trong mùa giải này, thành tích bằng với cả 3 mùa trước đó cộng lại. Trong một thế trận bị bịt kín mọi đường tấn công từ trung lộ, Barca đành tìm đến giải pháp khác, tạt cánh đánh đầu. Ronald Koeman từng bị chỉ trích vì 54 quả tạt và phá hủy lối chơi Tiki-Taka. Đó là do đội bóng vua không tìm được bàn gỡ trước Granada thôi. Còn như Xavi thì ông cũng chỉ đạo các cầu thủ thực hiện những đường đưa bóng từ biên vào trong. Và khi có bàn thắng theo kiểu như vậy, chẳng ai sẽ chỉ trích bạn cả. Lúc đội trông phải mất đến 2 tình huống đánh đầu hãm thành liên tiếp mới có thể tìm được bàn thắng. Nhưng điều đó chẳng hề khiến Koulé bận tâm. Lần này Dembélé đưa ra giải pháp khác biệt với một đường căng ngang tầm thấp. Hàng phòng ngự của Real cứ tưởng De Jong sẽ đánh đầu, nhưng anh lại chạy cắt mặt và ghi bàn. Eder Militao chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua của kênh kiến trắng. Pha phá bóng hỏng ăn của anh đã đưa bóng đập trúng chân De Jong và bay vào lưới trong sự bất lực của Courtois. Đó là bàn thắng thứ 3 liên tiếp của Luke De Jong trên tất cả các đấu trường kể từ khi đặt chân đến Tây Ban Nha. Đây mới là lần đầu tiên anh làm được điều này. Nó giúp cho các đồng đội được giải tỏa tâm lý trước khi bước vào giờ giải lao. Xavi cảm thấy đưa bóng xuống biên và tạt cánh không ổn nên ông tung Pedri vào sân để đá Tiki-Taka. Barca bắt đầu cầm được nhiều bóng nhưng thiếu đi các giải pháp tấn công. Còn Ancelotti và các học trò có thể co mình lại nhường đất diễn cho đối thủ. Ở đó, chỉ cần Barca mất tập trung thôi, họ sẽ phải dính đòn hồi mã thương điếng người. Trong một tình huống chỉ cần hai cái bóng áo trắng trước vòng vây của các hậu vệ Blaugrana, Benzema suýt chút nữa tạo ra sự khác biệt. Tiền đạo người Pháp nhảy múa với trái bóng trong sự kèm cặp từ Araujo trước khi xoay người sút chân trái. Ter Stegen đã bị đánh bại, nhưng cột dọc đã cứu đội bóng của anh khỏi một bàn thua.
Tiền đạo người Pháp cũng chẳng phải tiếc nuối quá lâu vì cơ hội bị bỏ lỡ. Nếu như cú dứt điểm đó chỉ là xé nháp, thì lần tiếp theo Benzema đã thực hiện thành thục. Cựu cầu thủ của Lyon bị Ter Stegen từ chối cú cứa lỏng, nhưng ở nhịp chạm thứ hai sau đường căng ngang của Carvajal, Benzema không phạm phải bất kỳ một sai lầm nào, 2-1 cho Real khi thời gian của trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút nữa là kết thúc. Tỷ số này giống hệt những gì đã diễn ra trong trận siêu kinh điển của La Liga, nhưng Barca hiện tại là một Barca phiên bản khác, với sự quyết tâm lớn hơn và có nhiều thời gian hơn để tìm bàn gỡ. Còn Eder Militao của hiện tại cũng là một Eder Militao khác với những sai lầm cá nhân khó tha thứ. Phá bóng vụng về trong bàn thua đầu tiên đã đành, lần này trung vệ người Brazil lại hoàn toàn bỏ quên đối thủ. Pha chèo bóng của Jordi Alba tìm đến đúng vị trí mà Ansu Fati chờ sẵn. Trong tư thế chẳng bị ai theo kèm, viên ngọc quý của Catalan đánh đầu tung lưới Courtois và quân bình tỷ số cho Barca. Một sự trở lại đầy ngọt ngào của Ansu Fati sau quãng thời gian dài làm bạn với giường bệnh, cậu đã tỏa sáng đúng vào thời điểm đội bóng cần, ghi bàn vào lưới của đại kình địch và đem cả sự trở lại cho Barca nữa. Nó giúp đội bóng xứ Catalan kéo trận đấu vào đến hiệp phụ trong sự hưng phấn và niềm hy vọng có thể tạo ra một thứ gì đó. Barca vẫn trung thành với lối đá kiểm soát bóng, nhưng khi hàng thủ của họ bị đẩy lên cao, đòn hồi mã thương sẽ ập đến. Điều này đã được cảnh báo trong suốt hiệp 2, nhưng Real đã không tận dụng được cơ hội. Lần này lại khác với một pha phản công 4-2, Casemiro dẫn bóng từ phần sân nhà, né được một pha truy cản từ phía cầu thủ Barca. Rodrigo đón đường truyền từ người đàn anh, căng ngang vào trong với Vinicius đang chạy cắt mặt. Ngôi sao sáng nhất của Real lại thực hiện động tác nhả bóng tinh tế, còn nhiệm vụ dành cho Valverde là quá đơn giản. Cái chết đã được dự báo trước với Barca đến vào thời điểm nhạy cảm nhất, còn bàn thắng dẫn trước với Real càng khiến thế trận phòng ngự phản công được triển khai triệt để hơn. Nếu Camavinga hay Rodrigo không phung phí những cơ hội, kèn kèn trắng đã có thể hủy diệt đối thủ. Nhưng thắng đậm cũng chỉ là một chiến thắng và Real đã có được điều mình cần. Đó đã là lần thứ 100 đội bóng này được hưởng niềm vui trong một trận siêu kinh điển. Đó là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Bernabeu trước đại kình địch. Lần gần nhất họ làm được điều này đã là từ năm 1962 và Real đang hướng tới cột mốc 7 trận thắng liên tiếp giống như những người tiền bối đã làm được. Và thế là hết với Barca. Danh hiệu có thể coi là dễ dàng nhất cũng đã vượt khỏi tầm với của đội bóng xứ Catalan. Rất có thể họ sẽ trải qua thêm một mùa giải trắng tay nữa dù cho Xavi đã trở lại dẫn dắt đội bóng. Dù vậy, sau trận đấu ông vẫn ca ngợi màn trình diễn của các học trò. Với những gì đang có trong tay, Xavi tin tưởng đội bóng của ông có thể cạnh tranh ở mọi đấu trường. Ông có lý do để hài lòng, nhất là nhìn vào màn trình diễn của các thủ trẻ. Barca đang trình làng một thế hệ Gen Z với Pedri, Nico Gonzalez, Gavi và Ansu Fati. Những trụ cột này có thể nâng tầm đội bóng và đưa ánh hào quang trở lại với Camp Nou, nhất là khi nhìn vào tinh thần thi đấu của câu lạc bộ này trước chính đối thủ Real sau hai lần chạm trán gần nhất. Người ta có thể cảm nhận rõ sự khác biệt. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn thực tại thuộc về Real và sự thống trị của họ. Giờ thì Luka Modric và các đồng đội có thể ung dung tận hưởng cái nắng tại Ả Rập Xê Út trong một chuyến nghỉ dưỡng bất thường giữa mùa giải. Bất kể đối thủ của họ trong trận chung kết có là ai đi chăng nữa, Real vẫn đặt mục tiêu cao nhất, và nếu họ cứ tiếp tục phong độ hủy diệt, chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng này.